Đà Lạt, một vùng đất tuyệt đẹp, được mệnh danh là châu Âu trong lòng nhiệt đới. Nơi đây được xem là thành phố ngàn hoa và những ngôi nhà chùm trong sương mù. Và với Đà Lạt, một trong những điểm thu hút bước chân phiêu lãng chính là những ngôi biệt thự. Với hơn 125 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt sở hữu trong mình hàng trăm ngôi biệt thự với tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Chính những ngôi biệt thự này đã làm nên một đặc sản nhất của nơi đây, chính là những ngôi biệt thự ma. Để giải mã giai thoại về những ngôi biệt thự ma, chúng tôi đã tìm đến kiến trúc sư Lữ Trúc Phương, một trong những kiến trúc sư hàng đầu tại Lâm Đồng, và cũng nắm giữ nhiều bí mật của những ngôi biệt thự ma. Cái ngôi nhà ma mà hiện nay đó được sự quan tâm nhất của du lịch đó là cái ngôi nhà ở ngay trên đèo Tháp Khen, cái ngôi nhà ở 17 cái biệt thự Kadasa Palace, nó có một cái phòng có ma. Thực sự, đã có bao nhiêu người thấy ma? Phóng viên tiếp tục lần theo những giai thoại xưa để khám phá những bí ẩn mà nhiều người cho rằng đã từng thấy ma trong những ngôi biệt thự này. Đặc biệt là hai căn biệt thự bỏ hoang trên đèo Green. Lý lịch ngôi biệt thự hoang vu này được kể với nhiều màu sắc kinh hoàng khác nhau. Đó là một ngôi nhà oan khóc với những cái chết hãi hùng mà những ai đến trú ngụ đều bị oan hồn trở về quấy phá. Thì lúc đó là em là người đi sau cùng, và khi bước ra ngoài khỏi ngôi nhà ma thì tự nhiên chợt có một cái gì đó là làm em ngoác lại nhìn lên ngôi nhà ma. Quay lại nhìn thì chợt trên em quay lại thì phía trên nóc nhà của ngôi nhà thì em thấy có người đó là đứng. Khi bước vô thì cũng hơi lạnh, hơi sợ, hơi rùng rợn. Em lên nhà bạn chơi xong rồi lên đây cái nghe cũng có nghe tin đồn, mà chạy qua nhìn thấy cái nhà cũng ghê. Quá ấn tượng trước vẻ bí ẩn đầy ma quái của những ngôi biệt thự, chúng tôi đưa ra một quyết định táo bạo, đó là sẽ lưu lại một đêm tại một trong những ngôi nhà ma nổi tiếng nhất trên con đèo Kỳ này. Nằm ở vị trí đắc địa, ngay bên cạnh cao đèo, tuyệt đẹp dẫn vào thành phố. Những ngôi biệt thự này đã lâu không có hơi ấm của con người. Vẻ hoang phế, u tịch, lạnh lẽo và ma quái bao trùm lên toàn bộ ngôi biệt thự cổ này. Đoàn người nhanh chóng phân công công việc, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho một đêm lưu lại nơi đầy ắp những giai thoại rùng rợn này. Lửa đã được thắp, đèn chiếu đã được bật sáng, và đương nhiên cả thiết bị ghi hình cũng được chuẩn bị chu đáo với hy vọng có thể ghi lại những bóng ma lẩn khuất trong không gian hoang lạnh này. Một đêm trôi qua giữa thực tại và ảo giác về những ám ảnh bóng ma như những lời đồn đoán, giai thoại. Những hình ảnh thu thập được trong suốt 8 tiếng đêm hôm trước đều được chúng tôi tập hợp lại và phân tích với hy vọng có thể một lần được nhìn thấy oan hồn. Nhưng tất cả các góc máy đều cho thấy không hề có cái gọi là bóng ma oan hồn như đồn thổi của người dân. Hình ảnh xuất hiện đêm qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của người trong cuộc. Cái thời điểm ở khoảng cuối năm 2010, tức là trước thời điểm cuối năm 2010, khoảng tháng 10, thì trước đó khoảng độ chừng 3-4 tháng thì anh em chúng tôi đi kiểm tra rừng, anh em chúng tôi mới phát hiện ra là tại sao là ở sau lưng cái ngôi nhà ma trên đỉnh đồi nó lại có ba cái ngôi mộ. Thì tất cả toàn bộ trong cái ngôi mộ này thì không có cái gì cả, ngoài ra mỗi ngôi mộ là có một cái hũ sành. Trong cái hũ sành thì có bỏ một nắm đất vào trong đó. Đấy. Cho nên từ đó là chúng tôi mới xác định là như vậy, là đây là một cái, có thể nói rằng một cái hành vi mà lợi dụng cái việc là người ta đồn thổi về cái ngôi nhà ma. Đà Lạt vẫn luôn mang lại cho bước chân lữ khách một cảm giác thanh bình giữa thiên nhiên hoang dã. Và nơi đây với giai thoại về những ngôi nhà ma kinh hoàng vẫn là một đặc sản, luôn tạo sự tò mò với những ai muốn một lần đặt chân đến những ngôi nhà ma. Bí ẩn về hồn ma và những ngôi biệt thự cổ đã có lời giải đáp từ chính người trong cuộc.